Đồng franc Thụy Sĩ tăng giá đang tác động mạnh đến việc kinh doanh và mua sắm của các cửa hàng và người tiêu dùng nước này. Họ sẽ phải đối mặt với vấn đề này như thế nào? Thụy Sĩ được biết đến là một quốc gia có các sản phẩm chất lượng và nhiều người tiêu dùng đã chuẩn bị để trả thêm khoản chi phí gia tăng, nhưng dường như giá đang tăng quá cao. Chúng tôi rất muốn giữ uy tín đối với khách hàng, nhưng giá cả giờ đây đã tăng từ 20 đến 25% so với các nước láng giềng như Pháp, Đức, Ý và dường như tất cả chưa dừng lại ở đó. Việc giảm giá khoảng 20% đã diễn ra trong 2 tuần qua, kể từ khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ bỏ trần tỷ giá đồng franc, khiến cho đồng tiền này tăng mạnh so với đồng euro. Ông Brunswick buộc phải giảm mức lợi nhuận để có thể cắt giảm giá bán. Chủ cửa hàng của ông gồm 20 cửa hàng với hơn 600 nhân viên đang trong tình thế khó khăn, mà theo ông có lẽ đó chỉ là mới bước đầu. Nếu tình hình này kéo dài thì sẽ gây hậu quả đến nền kinh tế Thụy Sĩ và dĩ nhiên là cho công ty của chúng tôi và cả thị trường lao động. Trong trường hợp đó, lương có thể sẽ phải giảm, thất nghiệp sẽ tăng và còn nhiều vấn đề khác nữa. Thị trường lao động của chúng ta khi đó chắc chắn sẽ phải linh hoạt hơn. Và thực tế thì chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố luật lao động sẽ cho phép các doanh nghiệp mềm dẻo hơn. Nhiều công ty chưa bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái thay đổi, nhưng họ cũng đang có kế hoạch tái cơ cấu. Các liên đoàn phản đối việc này bởi nhiều nhân viên từng chứng kiến các biện pháp tái cơ cấu dẫn đến các giảm lương trên diện rộng trong vòng 2 năm qua. Nhiều người hy vọng giá cao sẽ chỉ là hiện tượng nhất thời, nhưng những người khác lại cảnh báo lương thấp, thất nghiệp cao chắc chắn sẽ xảy ra. Một cuộc khảo sát cho thấy 40% người được hỏi cho rằng Thụy Sĩ có nguy cơ rơi vào suy thoái gấp 4 lần so với tuần trước.